biết điều thì ăn nói cho đàng hoàng. Gọi tao là mẹ thì tao còn coi mày là con ruột. Gọi tao là dì ghẻ thì tao coi mày là con chồng. Xin chào khán giả của Quý Cô Thừa Kế 2. Về nhân vật của Trâm trong phim á thì là một cô gái có nhiều tiền hơn, một cô gái ham hư vinh, thích tiền. Và trong phim thì Trâm sẽ không từ thủ đoạn nào để mà có tiền đâu. Nó là con nhà đại gia đó, tao đang tính nói nó ra hợp mét mua cho tao cái túi mới. Vì một cái túi mà mày đánh đổi dữ vậy hả? Sang lên, sang lên. Chả lẽ mày nghĩ là tao cho free hả? Mới đầu thì là cái túi, sau này tính tiếp. Mày đúng là không biết gì. Chắc là đáng ghét á, mọi người coi phim mọi người sẽ thấy rất là ghét. Tại vì kỳ lắm. Cái bài này kỳ lắm. Vậy là cái loại gái gì mà đi cặp bồ với lại ba của bản thân vậy hả? Nhắc nhở mày về cái tính lăng loàn của mày rồi. Là mày chơi cả ba tao. Ở cái bộ phim trước, Trâm cũng đóng chung với chú Huy Khánh và cũng làm tiểu tam của chú Huy Khánh luôn. Đó, cho nên là qua tới phim này thì hai chú cháu chỉ có nói chuyện với nhau nhiều hơn thôi, chứ cũng không có khó khăn gì hết. Và đối với Trâm thì chú Huy Khánh là một người rất rất là đáng yêu. Nó còn nói em là đừng có cố tìm nó rồi khuyên nó nữa. Tốt thôi, coi như anh chưa từng có đứa con này. Thôi, có em nghe anh mà. Ôi lại đây, em chiều cho sướng nha. Có khía cạnh nào để mà Trâm cảm thấy đồng cảm với nhân vật May hay không? Thì thật ra là Trâm cảm thấy tội nghiệp cho một cô gái mà phải ra đời quá sớm thôi. Chứ cũng không có đồng cảm được cái chuyện gì hết. Tại vì đã là trà xanh, đã là người thứ ba rồi thì cảm thấy không có đồng cảm được nha. Đó là quan điểm của Trâm. Còn quan điểm của các bạn thì sao? Mọi người ơi, Quý Cô Thừa Kế phần 2 sẽ ra rạp vào ngày 8 tháng 3. Mọi người nhớ đón xem nha.